Rồi bây giờ bạn Nam giới thiệu về mình đi. Xin kính chào anh Linh. Dạ chào em. Chào chị Tường. Rồi chào bạn. Mình là Kiều, Phan Trung Kiều. Sinh ra này ở Tây Ninh. Tất cả này sống, chiến đấu, học tập thuộc Bình Dương. Kiều làm gì? Anh như là tự do. Tự do nhà làm vườn, rồi chạy xe. Nhà có xe dịch vụ, chạy xe. Làm vườn trồng gì? Trồng cao su, ở trên quê em là cao su. Giờ đang ở với ai? Em đã từng có gia đình, đã ly dị và ở mình với con. Có cháu nào chưa anh? Dạ có rồi chị Tường. Đứa 22, 14. Có xui rồi đó. Có xui luôn rồi. Ừ. Ủa vậy anh bao nhiêu tuổi? Đứa 22, đứa 14. Đúng rồi. Cha lớn dữ ta. Ừ, miền Nam giải phóng tôi được 5 tuổi. Vậy sinh năm 70. 70 chính xác, đúng 70. Em gái, giới thiệu đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu, em tên là Tuyết Nhung. Em gia đình em sinh sống tại Bình Phước, còn em thì làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là chuyên viên điều trị chăm sóc các vấn đề về da tại thẩm mỹ viện Anh Thư. Mình là Bình Phước là chỗ nào em gái? Dạ Bình Long, Bình Phước á anh. Bình Dương lên Bình Long gần mà đúng không? 80 cây anh. Từ em lên tới Bình Long 80 cây. Dạ, đi được không? Được, đường tốt. Chạy xe mà đúng không? Đúng rồi. Xe dạ. Mà lo gì, tiếng đồng hồ là tới hợp nơi lý. Rồi. Em giới thiệu một chút về bản thân. Dạ. Thì em là đã ly hôn cách đây 6 năm. Và em có hai con gái. Dạ con gái lớn của em năm nay là 12 tuổi. Bé Út nhỏ của em là năm nay 7 tuổi. Rồi là con đang ở với mình hết hay sao em? Sau khi ly hôn thì em không được giành quyền nuôi tất cả hai bé. Thì bên nội nuôi một bé lớn, còn bên em là nuôi bé nhỏ. Lấy chồng cũng sớm nha. Dạ em lấy chồng năm 18 tuổi anh Quyền Linh. Trời ơi ham vui sớm quá vậy cưng. Ơi em gái, em hãy nói cho bên đây biết được là em có những cái gọi là ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Có rất là nhiều ưu điểm. Khuyết điểm của em thì chỉ có một đó là hát không hay thôi. Từ năm 16 tuổi em đã đi ra ngoài làm việc và sinh sống và không phụ thuộc ba mẹ. Thì em hoàn toàn tự tin về bản thân mình. Anh trai. Trời có anh. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui, mà tiếp cận rất dễ, gây tiếng cười. Có óc, đầu óc hài hước. Nấu ăn thì tuyệt vời rồi. Làm chồng thì nghĩ cứ cho mình nghĩ theo mình nghĩ á, cũng tuyệt vời rồi. Nhiều tuyệt vời thế, lý do tại sao ly hôn? Mình thì hay là gãi là nguyên tắc quá. Là hoặc là quá khó khăn, hoặc là nói nhiều hay lo xa. Đại khái là như vậy, người ta không thích. Đó là cái điểm yếu của mình, đó là cái lỗi của mình. Cái quan điểm sống của mình là rất chuẩn. Nhưng mà tính là trẻ trâu, vợ em đẹp lắm. Người ta đẹp quá, mình không giữ được. Sống không được, 23, 25 năm rồi. Quá lâu rồi hả? Dạ đúng rồi, con 22 tuổi rồi. Như vậy là bên kia cũng đã nghe những cái khuyết điểm của anh ấy rồi đúng không? Dạ em nghe. Còn mình thì sao, em cũng có hai bé với nhau. Lý do tại sao mình phải ly hôn em? Mình không... Năm 18 tuổi á, thì em cưới anh thì hai người mới quen nhau 2 tháng thôi. Anh cũng lớn, anh sinh năm 74. Thì lúc đó em cũng không suy nghĩ gì hết, thì em cũng đồng ý cưới. Cưới xong thì khi mà cưới xong rồi về Hà Nội cưới một tháng sau á, thì em mới biết là anh trước đây là nghiện rồi. Chồng có nói là trước đây vậy nhưng mà giờ anh bỏ rồi. Thì em cũng chấp nhận. Sau đó thì hai vợ chồng sống với nhau, con bé lớn, sanh bé thứ hai. Thì em mới nói là thôi ra riêng. Tại vì ở lúc đó là ở chung với gia đình chồng. Hai vợ chồng ra buôn bán được một năm thì bắt đầu chồng em nghiện lại. Em là buôn bán đi lấy hàng rồi đưa con đi học rồi nấu cơm, tất cả mọi thứ em làm hết. Chồng em chỉ có đi chơi, ăn cơm và đánh cờ. Đó. Thì rất lúc đó là mình biết là như vậy rồi, mình cố gắng vì con. Mình em chỉ nói là thôi giờ anh chỉ cần anh ngoan, anh đừng có đi chơi, đừng này kia, đừng có nghiện. Chỉ cần anh như vậy thôi, em làm hết, không sao hết. Bây giờ mình bỏ qua những điều đó đi, chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Rồi bây giờ nè. Thôi vui lên đi em, cười lên ha. Em muốn một cái người sẽ cùng đồng hành với em trên chặng đường sắp tới như thế nào? Em muốn tìm một người thực sự chân thành và cùng chia sẻ với em cái niềm vui, niềm khó khăn, vui vui buồn trong cuộc sống. Đơn giản thế thôi ha. Anh thấy bên em đây, ảnh cũng chân thành. Thì mới nói ra tất cả điều đó, em cũng như thế. Đó là để chút thôi mình gặp nhau đi. Hai người cùng cảnh ngộ. Rồi, đàn trai á, thấy đàn gái quá là xinh luôn. Xinh lắm. Khi em nghe cái hoàn cảnh của anh bên này thì em cảm thấy nó có phù hợp với mình không? Em có nghe anh nói là anh sống nguyên tắc thì em cũng nguyên tắc. Em cũng có cái khó của em thì hy vọng là tại mình lớn rồi, mình đã có gia đình rồi thì mình cố gắng để chia sẻ và hiểu được nhau. Thì mình còn quá trẻ, mình phải nắm bắt cơ hội ha. Chị cũng hy vọng như vậy. Chào anh. Chào chị Tư. Dạ. Bên đây thì thực ra phụ nữ á, người ta chỉ mong muốn tìm một cái người mà người ta có thể tin tưởng. Dạ đúng rồi. Để dựa vào được. Anh có làm được điều đó không? Phụ nữ chỉ cần cho anh chữ thật, lòng tin là được rồi. Còn bao nhiêu đẩy anh. Nhưng mà phân nửa bên đây á, cũng đang có một con mà nhỏ hơn con anh nữa. Thì anh có ngại khi mà không sao. Rước mẹ phải rước luôn con về không ở chung không? Mình đã từng có con, mình đã đổ vỡ. Thì mình ráp ra được nha, đó là cả một vấn đề, đã phải hiểu. Tường cũng hy vọng là
hai người gặp nhau sẽ cảm thông được với nhau ha. Em gái. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái em ạ. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Cát Tường và chào các quý vị khán giả. Con tên là Phạm Thị Mỹ Linh, năm nay con 18 tuổi, con là em gái của chị Nhung. Dạ, theo con nhìn thấy thì anh rất là vui vẻ, hài hước. Hài lắm á, đụng rơ là anh chứ em cười bò luôn á. Dạ em nhìn em có thể thấy anh rất là hài nhưng hước. Nhưng mà còn hơi khiêm tốn, còn giữ mình dữ lắm đó. Anh có thể thật sự chân thành với chị em và yêu thương chị em. Thấu hiểu với lại những nỗi đau mà chị em đã chạy qua, tại vì đã một lần đổ vỡ nên là chịu rất nhiều thiệt thòi vì là con gái mà. Dạ. Anh nghĩ là cái chuyện đó được. Tụi anh như anh với chị là đã đồng cảnh ngộ rồi. Cảm ơn em ha. Anh trai đi với ai? Anh đi với chị. Chào chú Quyền Linh. Chào em Cát Tường. Dạ. Chị là chị thứ tư trong gia đình của anh Triều. Triều ơi, chị thấy cái hoàn cảnh của em bên đây cũng giống như hoàn cảnh của em bên mình bên đó. Chị mong rằng sau cái buổi hôm nay thì hai em gắn khích lại nhau hơn chút nữa. Chị thấy em gái bên đây chị cũng hài lòng. Chị cũng có ý nghĩ cũng giống như em gái này, sống phải thật với nhau mới được. Điều đó là điều đáng quý nhất trong cái cuộc sống vợ chồng với nhau. Rồi, dạ, cảm ơn chị Tư. Chị ạ. Ủa có con đi không? Có con. Dạ con chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Con tên là Phan Thành Nguyên. Nếu mà ba con đi bước nữa với cô kế bên kia, con thấy thế nào? Con thấy cô bên đây thì cũng đẹp, khiến con hài lòng, rất hợp với bố. Con có thể kêu cô đó bằng mẹ được không? Dạ được. Bây giờ dạ, sẽ... mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nói chờ như đó rồi đó. Quan trọng. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em chào em. Hôm nay quà tặng em. Em rất cảm ơn anh tặng món hoa cho em và món quà này. Thì thực sự thì em đã có món quà tinh thần tặng cho anh. Một bài hát. Đứng đó hát luôn, đứng đó nhìn nhau hát luôn. Người yêu của tôi ơi, coi tình ấm êm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngàn lời dịu êm. Trai hát tặng lại đi. Cái sở trường anh là cái trống cái máy rồi. Anh hát cái trống cái máy luôn ha. Ít thôi. Anh không đi tìm người yêu ly tướng ngọc ngà, người yêu đại ca cao sang, lùa là gấm nhung vàng son. Em không đi tìm người yêu ly tướng đâu anh. Ai em không đi tìm người yêu thấy đắm trăng hoa. Hết rồi, như đó thôi. Rồi, hai chị trở về ngồi chỗ đi. Hai bạn người về chỗ ngồi đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. So với tuổi tác thì anh đã may mắn rồi. Anh lớn tuổi rồi, anh 49 tuổi rồi. Anh nghĩ là trong muôn ngàn, đâu phải một hai người em đi cát em biết rồi, rất nhiều người. Anh đến với em đây là cứ như là cái trang đầu, cái dòng đầu của trang đầu. Còn cả một quá trình dài lắm. Người ta thường nói là duyên nợ, nhưng mà anh không xài chữ nợ, mình xài chữ duyên. Tới hôn nhân, tới mình gặp nhau, anh cần chữ hợp. Anh với em đi tìm chữ hợp. Cái quan điểm trong hôn nhân của anh là gì? Khi nãy anh cũng nói là quan điểm hôm nay anh rất thoáng. Anh rất nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc để tốt cho đôi bên thôi, chứ không phải nguyên tắc gò bó, không gia trưởng. Anh ghét gia trưởng lắm. Và em có một câu hỏi tiếp theo là, nếu như em và anh sống cùng với nhau, khi con em và con anh, thí dụ con nít mà, nó có xích mích thì khi đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Con nít xích mích hay không, được hay không là do người lớn. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh mà con anh cũng như em thì sẽ được. Và nó xuất phát từ sự mà yêu thương. Em thương anh là được hết, anh thương em là được hết. Tính anh là thích đẹp, thích trẻ, thích đẹp, lãng mạn, romantic anh mới chịu. Yêu cái trẻ lắm, già rồi, nông dân nhưng mà thích trẻ, thích đẹp. Nhưng mà cái đẹp nó không theo thời gian, mai mốt em cũng già, em cũng xấu rồi sao anh? Không. Đẹp đó, nó vừa đẹp bên ngoài, vừa đẹp tinh thần của bên ngoài. Em yên tâm đi, em mà già anh cũng xuống lỗ rồi tôi. Quan điểm của anh là gì? Đối với em thì trong bất kể trong hôn nhân, tình yêu hay là cuộc sống, thứ nhất là sống chân thành và phải có hiếu với gia đình. Nếu như hai anh chị về ở chung nhà với nhau thì khoản kinh tế anh có sẵn sàng giao cho chị ấy hay không? Cái đó thì hai đứa phải san sẻ. Đừng nghĩ con mày con tao là được. Làm chung, xây dựng chung,
bây giờ là anh em là miếng vỡ ráp lại. Cái vấn đề con rất quan trọng, phần lớn là cái vấn đề mà bước thêm bước nữa là con rất quan trọng. Nhưng vấn đề kinh tế đó đủ, ai sẽ là người quản lý? Tất nhiên là vợ để vợ quản lý rồi, mình chỉ là đàn ông mà chỉ là mang tính tham khảo thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu chỉ cần thương là xó được hết. Không, em thích rõ ràng cái nào ra cái đó. Cụ thể thì quan điểm ra thế nào? Ví dụ tiền bạc em giữ, nhưng mà ví dụ như anh xài gì cái đó là vấn đề rất là, em thực sự em rất là tế nhị. Em có thể cho anh bất cứ một cái gì đó. Em không thích một người đàn ông gia trưởng và tính toán và ích kỷ. Đúng, cái đó, anh ba có ghen cái chuyện đó. Đàn ông gia trưởng nói chung là không được, nó gò bó gợi quá, nó khắt khe quá. Nhưng mà anh nguyên tắc đó, thành ra người ta nghĩ là anh gia trưởng. Tụi anh lãng mạn lắm. Nhưng mà em không lãng mạn, em rất là thẳng tính và rất là thực tế. À, nhưng mà ví dụ như về anh tập thực, anh thường nói là cái bản chất anh không thay đổi được, nhưng bản tính anh thay đổi được. Anh có muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con nữa không? Thôi đi em ha. Nếu mà tính giờ để mình đã có con, thành con chi nữa. Nhưng mà giải thích trong nít nha. Nhưng mà người ta thường nói là đứa con nó là kết quả thăng hoa trong tình yêu, anh nghĩ sao? Trong thâm tâm vẫn muốn có con, thích con nít lắm, thích chăm con lắm. Em hỏi anh thôi chứ cái đó cũng là câu hỏi mà em hay suy nghĩ đó. Phía sau này. Dạ, cái lời của chị Cát Tường rất là đúng. Tại vì đứa con là kết nối tình yêu giữa hai người. Nếu như hai người không có cái sự kết nối đó thì em cảm thấy là nó sẽ, em lại sẽ muốn sinh một bé nữa. Anh nghĩ cái đó là ưu tiên cho vợ. Đàn ông cái chuyện đó mình đỡ cực hơn đàn nữ, nhưng mà anh để em quyết định. Anh nghĩ cũng đúng cả. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương với nhau để làm tất cả mọi điều còn lại hay không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nào, để tay nút bấm đi các anh chị. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời em gái. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, em thấy quan điểm của anh và em không có được giống nhau. Đó là quan điểm của mọi người. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người đang xem anh chị. Và có người sẽ bấm cho anh, có người bấm.